Một chiếc tủ có thân hình slim, phun đen, nhựa nhám hiện đại. Phía trước là mặt gương sáng bóng, phía trên là mặt kính trang viền sang trọng và tạo điểm nhấn bằng đường viền màu hồng gold. Kiểu dáng này được rất là nhiều người ưa thích nha, nhờ cái cảm giác thon gọn mà nó mang lại. Tuy nhiên, chiếc máy ngày hôm nay còn được tối ưu kích thước hơn nữa, với chiều ngang này chỉ khoảng 29cm mà thôi. Xin chào mọi người, đối với mình thì máy lọc nước là một giải pháp nước sạch an toàn, liên tục, tiện lợi cho gia đình sử dụng. Và ngày hôm nay thì ở đây, mình đang có một chiếc máy lọc nước của nhà Panasonic. Trước đây, nếu nói về máy lọc nước của Panasonic thì có thể là mọi người sẽ thấy những loại máy này với giá tiền như thế này. Vì trước đó Panasonic có cho ra mắt nhiều loại máy lọc nước điện giải cao cấp. Nhưng mà cuối cùng á, trong năm 2023 này thì Panasonic cũng đã có phiên bản máy lọc nước RO tủ đứng quốc dân được rất nhiều gia đình sử dụng. Kiểu dáng của máy được thiết kế theo phong cách thân hình slim hiện đại, giúp tiết kiệm không gian đặt để máy. Kiểu dáng này cũng được rất nhiều người yêu thích nhờ cảm giác thon gọn mà nó mang lại. Tuy nhiên, nó còn được tối ưu kích thước hơn nữa, với chiều ngang này chỉ khoảng 29cm. Và cũng không qua nếu nói đây là một chiếc máy lọc nước RO tủ đứng hạng sang, vì nó có ngoại hình sáng và mức giá thì... Máy có một vòi nước, cho ra một loại nước với mức giá là 10 triệu đồng. Và với kiểu máy mà chỉ có một loại nước nguội như thế này á, thì nghĩ là sẽ phù hợp với những gia đình mà mọi người sẽ nghĩ: ôi thôi, chúng ta không cần dùng đến tiện ích nóng lạnh đâu, tại vì nhà mình đã có sẵn một chiếc tủ lạnh có vòi rồi, lại có thêm bình thủy điện nóng lạnh nữa chẳng hạn. Cụ thể là đâu cần xa, như nhà của mình nè, ở nhà có một chiếc máy lọc nước nóng lạnh, nhưng mà mẹ mình lại không dùng đến cái tiện ích đó, tại vì đã quen dùng bình thủy điện rồi, lại không dùng thêm nước lạnh luôn, tại vì cả nhà dễ viêm họng. Nói chung á, như mình có chia sẻ với các bạn là mỗi nhà sẽ có mỗi nhu cầu sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, với mức giá như vậy á thì nó có gì khác biệt nè? Khác nhiều. Một chiếc tủ full đen, nhựa nhám hiện đại, phía trước là mặt gương sáng bóng, phía trên là mặt kính trang viền sang trọng và tạo điểm nhấn bằng đường viền màu hồng gold. Nó sẽ thực sự làm nổi bật không gian nhà của bạn, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu phong cách trang trí nội thất khác nhau. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc máy lọc nước có vẻ ngoài thật kiêu thì nó sẽ chiều lòng bạn, hoàn toàn phù hợp để đặt ở những nơi được xem là mặt tiền như là phòng khách, phòng chờ, sảnh chờ nhờ giá trị thẩm mỹ của nó. Và dành cho những ai là fan của Panasonic thì chiếc máy lọc nước gương đen này là bản phối hoàn hảo với chiếc tủ lạnh gương đen Prime Plus Edition NRIVK590IMMV. Vòi nước cổ ngỗng, mạ đen sang trọng, mặt kính có khoanh sẵn vùng lấy nước, đặt ly và lấy nước thôi, không phải suy nghĩ nhiều. Nhờ có áp suất mạnh mà chúng ta lấy nước trong tích tắc là đầy. Cùng với thiết kế cách lấy nước truyền thống bằng vòi gạt nên ai trong nhà cũng có thể tự phục vụ được. Và ngay trên này nè, có luôn các đèn báo để dễ dàng theo dõi tình trạng của các lõi lọc, giúp chúng ta nhận biết được khi nào đến hạn để thay ngay mà không cần phải ghi chép. Khi lõi nào đến thời hạn thay á thì đèn báo nó sẽ không sáng nữa. Tuy nhiên, việc đèn báo được bố trí nằm ở ngay trước mặt mình, ngày nào chúng ta lấy nước á cũng ngó qua nó, cho nên không thể nào xảy ra tình trạng chúng ta vô tình quên hay là cố ý quên được, từ đó đảm bảo chất lượng nước mình uống. Nãy giờ chúng ta đã nói rất nhiều về hình dáng bên ngoài và đã chốt là ngoại hình của nó rất đẹp. Tuy nhiên, không những ngoại hình đẹp mà nó còn đẹp từ bên trong nữa. Thứ nhất, đẹp về cách bố trí và sắp xếp lõi lọc rất gọn gàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lõi lọc. Nhưng thực tế các bạn, thì máy này được tích hợp đến 10 cấp độ lọc. Và nhờ vào việc tích hợp nhiều cấp độ trong lõi lọc mà giúp cho tủ gọn gàng hơn trong cách bày trí, cũng như là tiện lợi hơn cho chúng ta trong việc thay lõi lọc. Như vậy là thứ hai, thay vì trước kia chúng ta tốn công thay đến 5 lõi, thì bây giờ chỉ cần thay một lõi là được. Bộ lọc thô của máy gồm lõi lọc BB5 micron, giúp loại bỏ cát, bùn, bụi bẩn, các hạt rỉ sét. Lõi BB5 micron có thể dùng từ 3 đến 6 tháng các bạn. Và bên trong này có lõi lọc than hoạt tính, giúp cho chúng ta loại bỏ được màu, mùi và các hợp chất hữu cơ, dùng từ 6 đến 9 tháng. Và cuối cùng, trong cụm lõi lọc thô sẽ là lõi lọc BB1 micron, loại bỏ các chất bẩn có kích thước trong 1 micron như là các hạt rỉ sét. Lõi này có thời gian sử dụng là khoảng 9 đến 12 tháng và cụm lõi lọc thô này có nhiệm vụ là giữ lại các chất bẩn có kích thước lớn, bảo vệ màng lọc RO, giúp nước máy khi đi qua màng lọc RO không gây tắc lõi. Màng lọc RO của máy này là RO100 GBD, sản xuất Hàn Quốc.
Nó có nhiệm vụ là lọc sạch các vi khuẩn virus có trong nước, làm cho nước đầu vào trở thành nước tinh khiết, đảm bảo chất lượng cho chúng ta sử dụng. Cho nên là mọi người nhớ chú ý thay cái lõi lọc RO này đúng hàng nha. Nó có thời gian sử dụng là khoảng từ 24 đến 36 tháng, nói chung khá là dài đó. Và như Nghĩa vừa mới nói là nước sau khi đi qua màng lọc RO sẽ là nước tinh khiết, được loại bỏ các vi khuẩn virus và cả các khoáng chất tự nhiên có trong nước luôn. Như vậy là nó không cung cấp thêm khoáng chất gì cho cơ thể chúng ta hết. Nếu mà dùng lâu dài như thế thì không thực sự tốt các bạn. Cho nên cần phải có thêm cụm lõi giúp tái khoáng. Và đối với những chiếc máy lọc nước khác, các bạn thấy 5-6 loại khoáng là chuyện bình thường. Nhưng với chiếc máy lọc nước của Panasonic ngày hôm nay chỉ có 2 loại khoáng mà thôi. Tuy ít về số lượng nhưng mà không thua về chất lượng nha. Bởi vì máy có loại khoáng 5 trong 1 bổ sung các khoáng chất và cân bằng độ pH trong nước. Và sau đó thì nước sẽ được loại bỏ màu, mùi, các hợp chất hữu cơ và vi khuẩn khi đi qua lõi tinh thể bạc. Và các lõi chức năng này có thời gian sử dụng là khoảng 12 đến 18 tháng. Tuy nhiên, tuổi thọ của các lõi lọc còn phụ thuộc vào điều kiện sử dụng, chẳng hạn như là nguồn nước đầu vào như thế nào hay là lượng nước mình dùng nhiều hay là ít. Cho nên sẽ có khác so với tiêu chuẩn mà nãy giờ Nghĩa có chia sẻ. Nhưng mà các bạn cũng đừng có lo, tại vì chúng ta có lợi thế là có đèn báo hiệu ở phía trên này để giúp mình dễ theo dõi hơn. Máy cần có điện để lọc, nhưng nếu không có điện thì chúng ta vẫn có nước để uống. Tại vì nhờ bình chứa nước 6 lít ở đây cho nên mình không cần phải lo lắng nữa. Và một số thông số khác của chiếc máy lọc nước ngày hôm nay như sau. Máy có tỷ lệ lọc thải trung bình so với các dòng máy trên thị trường hiện nay là 4.8, 5.2, công suất lọc 18 lít một giờ và được sản xuất tại Malaysia. Không đơn giản với chức năng chính là cung cấp nước cho gia đình sử dụng hàng ngày, mà với ngoại hình sang trọng như thế này, máy còn làm nổi bật không gian nội thất nhà bạn. Nó hoàn toàn phù hợp đặt tại những khu vực cần nhiều sự sang trọng, chỉnh chu để tiếp đón khách, miễn là chúng ta có thể đi đường nước các bạn. Và cũng chính nhờ sự trau chuốt hơn về ngoài như thế mà chiếc máy lọc nước này có mức giá nhỉnh hơn so với các sản phẩm cùng phân khúc. Tuy nhiên với những ai đang là fan của Panasonic á, thì chắc là sẽ rất thích. Tại vì nó được xem là nửa kia hoàn hảo của chiếc tủ lạnh mặt gương. Ở phần mô tả thì mình có để đường link để các bạn vào trong web Điện Máy Xanh nếu như muốn tham khảo thêm nha. Còn bây giờ video cũng đã hết. Trước khi rời video này thì các bạn nhớ nhấn like, subscribe kênh YouTube Điện Máy Xanh nhé. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn.